Chipu hé lộ kế hoạch trở lại Trung Quốc sau một tuần du lịch tại Đài Bắc sau đạp gió. Sau khi kết thúc ghi hình show đạp gió 2023, Chipu cùng hai người bạn thân từ thời học sinh có chuyến du lịch Đài Loan kỷ niệm 15 năm gắn bó. Cả nhóm lên lịch trình tham quan nhiều danh thắng nổi tiếng và tranh thủ khám phá ẩm thực. Chipu cũng hé lộ kế hoạch sắp tới ở Trung Quốc. Vốn yêu thích động vật, Chipu chọn check-in làng mèo Hầu Động, một trong những điểm đến yêu thích của người Đài Loan. Ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Khi Lửng thuộc quận Dùi Phang, Thụy Phương, thành phố Tân Bắc, cách Đài Bắc khoảng 1 tiếng đi xe ô tô. Đến thị trấn này, bạn có thể bắt gặp được hàng trăm chú mèo đang ngồi sưởi nắng, ăn uống, đi lại, ngủ trưa ở mọi ngóc ngách. Ngoài ra, ngôi làng còn có nhiều quán cà phê, cửa hàng lưu niệm chủ đề Carbos. Khung cảnh xung quanh làng vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị của nông thôn Đài Loan. Bộ ba dừng chân ở nhiều địa điểm để chụp ảnh và ngắm cảnh. Ngôi làng khá nhỏ, chỉ đi tầm 30 phút là hết, nhưng nếu la cà chụp ảnh và ngắm nghía mèo thì cả ngày cũng không đủ. Du khách thường bắt tàu chậm từ Đài Bắc đến ga Dùi Phang, sau đó ra ngoài tìm bến xe bus cổ. Từ đây có thể đi đến làng mèo Hầu Động và làng cổ Cửu Phần đều được. Tuy Hầu Động và Cửu Phần ngược đường, du khách vẫn thường kết hợp hai địa điểm này trong một ngày. Tới Cửu Phần vào buổi tối, Chipu và hai cô bạn thân có thể chiêm ngưỡng ngôi làng cổ lên đèn lung linh. Đây chính là nơi truyền cảm hứng cho bộ phim hoạt hình Ghibli nổi tiếng Spirited Away. Bên cạnh đó, Cửu Phần còn là mê cung ẩm thực và đồ thủ công truyền thống níu chân du khách. Hôm sau, Sun HT cùng Chipu và cô bạn thân lên lịch trình tham quan hồ nghìn đảo ở thành phố Tân Bắc, cách Đài Bắc cũng khoảng 1 giờ đi xe. Đây là một hồ nước lớn, ẩn mình trên một ngọn núi, giữa hồ là hàng nghìn hòn đảo cây cối xanh tươi, bao quanh là những trang trại trà thơ mộng. Bên cạnh thăm thú cảnh đẹp, một trong những mục đích chính của chuyến đi là khám phá ẩm thực xứ Đài. Ba cô nàng Hà Thành lạc vào vương quốc trà sữa, mỗi ngày thử nghiệm một thương hiệu. Ở Đài Loan, trà sữa được pha khá nhạt nên có thể uống thả ga nhiều cốc một ngày. Hôm sau, nữ ca sĩ cùng bạn ghé quán cơm gà kiểu Đài Loan. Gà được hấp xì dầu, thêm chút rừng thái sợi và ớt tươi, ăn kèm trứng kho và cơm trắng. Ba cô nàng dùng bữa tối sang chảnh ở một nhà hàng Nhật, view sang tháp Taipei 101, công trình cao nhất và là biểu tượng của đảo Đài Loan.